Mua một con cua 5 lạng rẻ lau. Và như vậy là một người đàn ông, anh đang cuốn những miếng rẻ lau đấy, thành những cái cuộn rất tròn, dấp nước đấy, rồi buộc vào con cua. Không biết là mục đích để làm gì. Như này để cho cua nó không cử động được, để ấy à, bảo vệ con cua hay là gì đây à. Đấy, cuốn hết lớp gì kia, cái kia là không biết nó gọi là cái gì, cái ni lông gì kia. Đấy, giờ để cuốn thêm cả rẻ nữa. Đấy, cái này thì mua một cân cua thì đến nửa cân nó là rẻ, với lại giấy giác các kiểu rồi. Ôi trời, cái này bán này lãi nhanh lắm nhờ. Ôi trời, cua chả thấy đâu mà toàn thấy rẻ này. Anh em đi mua cua kia chúng ta nên để ý nha. Bạn nào ủng hộ đi những video mới thì em đừng quên thích vào đây xem, cũng như đăng ký kênh để ủng hộ nha. Kênh Tô Tin Tức, xin chào.